Bạn có bao giờ tự hỏi mình phải buông bỏ những gì trong hành trình tâm linh của mình không? Có những thói quen và tư duy nhất định sẽ nhanh chóng biến mất khi bạn trải qua quá trình thức tỉnh tâm linh. Điều quan trọng là bạn cần nhận thức được những điều đó. 1. Tạm biệt mặt nạ cảm xúc, nghệ thuật không còn để tâm đến mọi thứ. Những cá nhân đã thức tỉnh về mặt tâm linh học cách không còn để tâm đến mọi thứ một cách cá nhân nữa. Họ hiểu rằng hầu hết thời gian, những gì người khác nói hoặc làm chỉ phản ánh góc nhìn, cảm xúc hoặc trải nghiệm của chính họ, chứ không phải là sự phản ánh chính xác về bản thân mình. Nhận thức này cho phép họ tách mình ra khỏi những tình huống mà trước đây có thể gây ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, thay vì phản ứng ngay lập tức và đầy cảm xúc với những gì người khác nói hoặc làm. Những cá nhân đã thức tỉnh phát triển khả năng đáp ứng với sự rõ ràng và bình tĩnh. Họ nhận ra rằng cảm xúc của mình nằm trong tầm kiểm soát và họ từ chối để người khác thao túng trạng thái cảm xúc của mình. Cách tiếp cận này không có nghĩa là họ trở nên thờ ơ. Thay vào đó, họ học cách duy trì một góc nhìn cân bằng, giúp họ vượt qua những thách thức trong cuộc sống mà không gặp phải stress không cần thiết. Bằng cách không cá nhân hóa mọi thứ, những người thức tỉnh về mặt tâm linh có thể nhìn nhận tình huống một cách khách quan hơn. Họ có thể tập trung vào sự thật và bức tranh toàn cảnh thay vì bị lạc trong sự hỗn loạn cảm xúc. Sự thay đổi trong tư duy này dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn vì họ không bị chi phối bởi sự tức giận, thất vọng hay tổn thương. Họ có thể đánh giá tình huống dựa trên bản chất thực sự của nó mà không bị ảnh hưởng bởi định kiến cá nhân hay phản ứng cảm xúc. 2. Chấm dứt trò chơi đổ lỗi, khám phá sức mạnh của trách nhiệm cá nhân. Những người đã thức tỉnh về mặt tâm linh có một sự thay đổi đáng kể từ việc đổ lỗi cho người khác sang việc chịu trách nhiệm về hành động và trải nghiệm của chính mình. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận này rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân và nhận thức về bản thân. Khi họ ngừng đổ lỗi cho người khác, họ bắt đầu hiểu rằng phản ứng, lựa chọn và hành vi của họ nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Họ nhận ra rằng việc chơi trò đổ lỗi chỉ khiến họ mắc kẹt trong những mô hình tiêu cực, ngăn cản họ tiến về phía trước trong cuộc sống. Chịu trách nhiệm có nghĩa là thừa nhận rằng họ có vai trò trong mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình. Cho dù đó là một tình huống thách thức hay một cuộc xung đột với ai đó, họ tập trung vào những gì họ có thể làm để cải thiện hoặc thay đổi tình huống thay vì chỉ trích người khác. Cách tiếp cận này giúp họ phát triển và học hỏi từ mọi trải nghiệm. Thay vì xem mình là nạn nhân của hoàn cảnh, họ nhìn nhận mỗi tình huống như một cơ hội để đạt được hiểu biết sâu sắc và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tư duy này cũng giúp những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh phát triển ý thức sâu sắc hơn về bản thân. Bằng cách chịu trách nhiệm, họ bắt đầu nhận ra suy nghĩ, hành động và cảm xúc của mình đóng góp như thế nào vào kết quả mà họ trải nghiệm. Nhận thức này trao quyền cho họ đưa ra những lựa chọn có ý thức phù hợp với giá trị và mục tiêu thực sự của họ, thay vì phản ứng một cách bốc đồng hoặc theo thói quen. Khi họ chịu trách nhiệm, họ giảm bớt sự tiêu cực trong cuộc sống của mình. Đổ lỗi cho người khác thường dẫn đến cảm giác tức giận, oán hận và thất vọng, có thể tạo ra một môi trường độc hại cả bên trong lẫn bên ngoài. Bằng cách làm chủ hành động của mình, họ có thể buông bỏ những cảm xúc tiêu cực này và tập trung vào những giải pháp tích cực, mang tính xây dựng. Sự thay đổi này không chỉ cải thiện sức khỏe tinh thần và cảm xúc của họ, mà còn tác động tích cực đến mối quan hệ của họ với người khác. 3. Vượt qua cơn khát công nhận, hành trình tìm kiếm giá trị nội tâm. Khi con người trở nên thức tỉnh về mặt tâm linh, họ ngừng tìm kiếm sự xác nhận từ người khác. Họ bắt đầu hiểu rằng giá trị thực sự của bản thân đến từ bên trong, không phải từ các nguồn bên ngoài. Sự thay đổi này rất cần thiết cho sự phát triển cá nhân và sự bình an nội tâm vì nó giải phóng họ khỏi nhu cầu liên tục được người khác chấp nhận. Khi cá nhân phụ thuộc vào sự xác nhận từ bên ngoài, cảm nhận về bản thân của họ trở nên lệ thuộc vào ý kiến, đánh giá hoặc sự chấp thuận của những người xung quanh. Sự phụ thuộc này có thể dẫn đến sự bất an và lo lắng vì họ luôn tìm kiếm người khác để xác nhận giá trị của mình. Tuy nhiên, những người thức tỉnh về mặt tâm linh nhận ra rằng không ai khác có thể thực sự định nghĩa giá trị của họ. Họ hiểu rằng việc dựa vào người khác để xác nhận lựa chọn, ngoại hình hoặc hành động của mình chỉ giới hạn sự tự do cá nhân và sự phát triển của họ. Thay vì tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác, họ hướng nội và học cách tin tưởng vào trực giác và phán đoán của chính mình. Sự xác nhận nội tâm này đến từ sự hiểu biết và chấp nhận sâu sắc về con người họ. Họ nhận ra điểm mạnh của mình, thừa nhận điểm yếu và đón nhận tính cá nhân của mình. Nhận thức về bản thân này cho phép họ đưa ra quyết định và sống cuộc đời theo giá trị và niềm tin riêng của mình thay vì cố gắng phù hợp với kỳ vọng hoặc tiêu chuẩn của người khác.
Khi họ ngừng tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài, họ cũng buông bỏ nỗi sợ hãi bị đánh giá. Họ không còn lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ về họ vì họ tự tin vào giá trị bản thân. Sự tự tin mới tìm thấy này cho phép họ thể hiện bản thân một cách chân thực hơn và sống tự do hơn. Họ trở nên ít quan tâm đến việc làm hài lòng người khác và tập trung hơn vào việc trung thực với chính mình. 4. Giải phóng khỏi nhà tù của nỗi sợ, bước vào thế giới của can đảm và tự do. Những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh đưa ra quyết định có ý thức để từ bỏ cuộc sống trong sợ hãi. Họ nhận ra rằng nỗi sợ có thể là một rào cản lớn đối với sự phát triển và hoàn thiện cá nhân. Bằng cách buông bỏ nỗi sợ, họ mở ra cho mình những khả năng mới và một cuộc sống ý nghĩa hơn. Nỗi sợ thường bắt nguồn từ điều không biết hoặc từ những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ. Nó có thể tạo ra một trạng thái lo lắng liên tục khi cá nhân lo lắng về những kết quả tiềm ẩn hoặc suy nghĩ về những gì có thể đi sai. Những người thức tỉnh về mặt tâm linh hiểu rằng sống trong sợ hãi chỉ giới hạn tiềm năng của họ và ngăn cản họ trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn. Họ bắt đầu chuyển sự tập trung của mình từ nỗi sợ sang niềm tin, tin tưởng vào bản thân, vào vũ trụ và vào dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Một trong những khía cạnh chính của việc từ bỏ nỗi sợ là đón nhận khoảnh khắc hiện tại. Những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh học được rằng nỗi sợ thường bắt nguồn từ những bất định trong tương lai hoặc những hối tiếc về quá khứ. Bằng cách tập trung vào hiện tại, họ giảm bớt sức mạnh mà nỗi sợ có đối với họ. Sống trong hiện tại cho phép họ đối mặt với những thách thức của cuộc sống một cách rõ ràng và bình tĩnh hơn là bị tê liệt bởi nỗi sợ về những gì có thể xảy ra. Một sự thay đổi quan trọng khác là chuyển từ nỗi sợ sang tình yêu thương. Những người thức tỉnh về mặt tâm linh hiểu rằng tình yêu thương là một lực lượng mạnh mẽ và tích cực hơn nhiều. Họ bắt đầu đưa ra quyết định dựa trên tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự hiểu biết thay vì nỗi sợ hãi và bất an. Sự thay đổi trong tư duy này dẫn đến những trải nghiệm và mối quan hệ tích cực hơn vì họ không còn bị thúc đẩy bởi nỗi sợ, mà bởi mong muốn kết nối và phát triển. Buông bỏ nỗi sợ cũng có nghĩa là bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh nhận ra rằng sự phát triển thường đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro và đối mặt với những điều không chắc chắn. Bằng cách từ bỏ thói quen sống trong sợ hãi, họ trở nên sẵn sàng hơn để đón nhận sự thay đổi và khám phá những cơ hội mới. Điều này không có nghĩa là nỗi sợ biến mất hoàn toàn, nhưng họ học cách thừa nhận nó mà không để nó kiểm soát hành động hoặc quyết định của mình. 5. Phá vỡ ảo tưởng vật chất, khám phá hạnh phúc bên ngoài những món đồ. Khi cá nhân trải qua sự thức tỉnh tâm linh, họ thường thấy mình xa rời chủ nghĩa vật chất. Sự thay đổi này bắt nguồn từ nhận thức rằng sự thỏa mãn thực sự không đến từ việc tích lũy tài sản, mà từ việc nuôi dưỡng sự bình an nội tâm và phát triển cá nhân. Chủ nghĩa vật chất là niềm tin rằng việc có được nhiều thứ hơn, dù là tiền bạc, quần áo, đồ điện tử hay các vật phẩm khác, sẽ dẫn đến hạnh phúc và thành công. Tuy nhiên, những người thức tỉnh về mặt tâm linh nhận ra rằng niềm tin này chỉ là ảo tưởng. Họ hiểu rằng vật chất, mặc dù đôi khi hữu ích, không mang lại sự hài lòng lâu dài. Niềm vui mà chúng mang lại thường chỉ là tạm thời, dẫn đến một vòng lặp vô tận của việc muốn có nhiều hơn nữa. Sự hiểu biết này khiến những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh đánh giá lại mối quan hệ của họ với vật chất. Họ bắt đầu ưu tiên trải nghiệm, mối quan hệ và sự phát triển cá nhân hơn là theo đuổi nhiều đồ đạc. Thay vì tìm kiếm hạnh phúc từ những vật thể bên ngoài, họ tập trung vào việc tìm kiếm sự mãn nguyện từ bên trong. Sự thay đổi này không có nghĩa là họ hoàn toàn từ chối mọi vật chất, mà đúng hơn là họ trở nên ý thức hơn về những gì họ thực sự cần so với những gì họ đã được điều kiện hóa để muốn. Khi họ xa rời chủ nghĩa vật chất, những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh thường đơn giản hóa cuộc sống của mình. Họ nhận ra rằng một cuộc sống bề bộn đầy những vật dụng không cần thiết có thể là nguồn gốc của stress và sao nhãng. Bằng cách buông bỏ những thứ thừa thãi, họ tạo ra không gian cho những hoạt động và kết nối có ý nghĩa hơn. Sự đơn giản hóa này dẫn đến cảm giác tự do và rõ ràng hơn khi họ không còn bị gánh nặng bởi ham muốn liên tục có thêm nhiều thứ nữa. 6. Buông bỏ gánh nặng oán hận, nghệ thuật tha thứ và giải phóng tâm hồn. Những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh thường đưa ra lựa chọn ngừng giữ oán hận. Quyết định này bắt nguồn từ sự hiểu biết rằng việc giữ lại sự tức giận hoặc oán hận gây hại cho họ nhiều hơn là ảnh hưởng đến người họ đang buồn bực. Buông bỏ oán hận là một bước quan trọng trong hành trình hướng tới sự bình an nội tâm và tự do về mặt cảm xúc của họ. Giữ oán hận có nghĩa là mang theo những cảm xúc tiêu cực đối với ai đó vì điều họ đã làm trong quá khứ. Điều này có thể dẫn đến cảm giác cay đắng, tức giận, thậm chí là thù hận.
những người thức tỉnh về mặt tâm linh nhận ra rằng những cảm xúc này không phục vụ họ. Thay vào đó, chúng kéo họ xuống, tạo ra những gánh nặng cảm xúc không cần thiết. Bằng cách chọn buông bỏ những cảm xúc này, họ giải phóng bản thân khỏi tác động tiêu cực của chúng. Buông bỏ oán hận không có nghĩa là bỏ qua những hành động gây ra tổn thương. Đó là về việc nhận ra rằng việc bám víu vào những cảm xúc tiêu cực này chỉ kéo dài nỗi đau. Những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh hiểu rằng tha thứ không phải là bào chữa cho hành vi, mà là về việc giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp cảm xúc mà nó gây ra. Họ nhận ra rằng khi họ tha thứ, họ không phải để người khác thoát khỏi trách nhiệm. Họ đơn giản là chọn không mang gánh nặng của sự tức giận và oán hận nữa. Tha thứ, theo nghĩa này, trở thành một hành động tự chăm sóc bản thân. Những người thức tỉnh về mặt tâm linh ưu tiên sức khỏe cảm xúc của chính mình bằng cách giải phóng sự tiêu cực liên quan đến oán hận. Họ hiểu rằng việc bám víu vào những cảm xúc này có thể dẫn đến stress, lo lắng và thậm chí là các vấn đề sức khỏe thể chất. Bằng cách buông bỏ, họ tạo ra không gian cho những cảm xúc tích cực như tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự bình an đi vào cuộc sống của họ. Một khía cạnh quan trọng khác của quá trình này là nhận ra rằng mọi người đều không hoàn hảo, kể cả bản thân họ. Những cá nhân thức tỉnh về mặt tâm linh nhận ra rằng mọi người đều mắc sai lầm, đôi khi vô tình gây ra tổn thương. Họ phát triển cảm giác đồng cảm, hiểu rằng mỗi người đều đang trên hành trình riêng của mình, đối mặt với những thách thức riêng. Góc nhìn này giúp họ buông bỏ nhu cầu trả thù hoặc trừng phạt khi họ nhìn thấy bức tranh lớn hơn của trải nghiệm con người. 7. Thoát khỏi mê cung suy nghĩ, bí quyết sống trong khoảnh khắc hiện tại. Suy nghĩ quá nhiều là một thói quen mà nhiều người phải vật lộn, nhưng những người đang trên con đường phát triển tâm linh học cách vượt qua nó. Suy nghĩ quá nhiều thường liên quan đến việc phân tích vô tận các tình huống, lo lắng về những kết quả tiềm ẩn và bị mắc kẹt trong các kịch bản nếu như. Vòng lặp tinh thần này có thể tạo ra stress và ngăn cản các cá nhân sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Khi ai đó ngừng suy nghĩ quá nhiều, họ bắt đầu tập trung nhiều hơn vào hiện tại thay vì bị lạc trong suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Sự thay đổi này rất quan trọng vì hiện tại là nơi cuộc sống thực sự diễn ra. Bằng cách buông bỏ nhu cầu kiểm soát mọi chi tiết hoặc dự đoán mọi kết quả, họ có thể tận hưởng cuộc sống khi nó diễn ra. Học cách tin tưởng vào dòng chảy của cuộc sống giúp giảm bớt thôi thúc suy nghĩ quá nhiều. Khi một người trở nên tự tin hơn vào khả năng đối phó với bất cứ điều gì xảy đến, họ không còn cảm thấy cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra. Sự tin tưởng vào bản thân và vào quá trình của cuộc sống này dẫn đến trạng thái tinh thần bình tĩnh và thanh thản hơn. Buông bỏ việc suy nghĩ quá nhiều cũng có nghĩa là phát triển nhận thức về bản thân lớn hơn. Bằng cách chú ý đến các mô hình suy nghĩ của mình, các cá nhân bắt đầu nhận thấy khi nào họ đang bị cuốn vào những lo lắng không cần thiết. Nhận thức này cho phép họ chuyển hướng sự tập trung của mình vào những gì thực sự quan trọng trong khoảnh khắc hiện tại thay vì lãng phí năng lượng vào những suy nghĩ không phục vụ họ. 8. Vượt qua nỗi sợ thay đổi, đón nhận dòng chảy cuộc sống với tâm thế mở. Đón nhận sự thay đổi là một bước chuyển quan trọng xảy ra khi các cá nhân phát triển về mặt tâm linh. Thay đổi là một phần tự nhiên của cuộc sống, nhưng nhiều người chống lại nó vì sợ hãi. Nỗi sợ này có thể bắt nguồn từ điều không biết, từ việc rời bỏ những điều quen thuộc hoặc từ sự không thoải mái mà thay đổi thường mang lại. Tuy nhiên, khi ai đó bắt đầu nhìn nhận sự thay đổi như một phần cần thiết và tích cực của cuộc sống, họ mở ra cho mình cơ hội phát triển và những cơ hội mới. Sự chấp nhận thay đổi bắt đầu bằng việc hiểu rằng không có gì trong cuộc sống vẫn giữ nguyên trạng thái. Mọi thứ đều trong trạng thái liên tục biến đổi, và việc chống lại thực tế này chỉ tạo ra stress không cần thiết. Bằng cách thừa nhận rằng thay đổi là không thể tránh khỏi, các cá nhân có thể bắt đầu nhìn nhận nó như một cơ hội để phát triển thay vì là điều gì đó đáng sợ. Sự thay đổi tư duy này cho phép họ tiếp cận những thay đổi trong cuộc sống với cảm giác tò mò và cởi mở thay vì sợ hãi. Xa rời nỗi sợ thay đổi cũng liên quan đến việc nhận ra rằng sự phát triển thường đòi hỏi phải từ bỏ những gì thoải mái hoặc quen thuộc. Mặc dù điều này có thể là một thách thức, nhưng nó rất cần thiết cho sự phát triển cá nhân. Khi các cá nhân ngừng bám víu vào quá khứ hoặc cố gắng giữ mọi thứ như cũ, họ tạo ra không gian cho những trải nghiệm và hiểu biết mới. Sự sẵn sàng buông bỏ cái cũ và chào đón cái mới này là một phần quan trọng của sự tiến hóa cá nhân. Hơn nữa, chấp nhận sự thay đổi giúp giảm bớt lo lắng đến từ sự không chắc chắn. Khi mọi người hiểu rằng thay đổi không phải là điều gì đó cần phải kiểm soát, mà là điều cần được đón nhận, họ cảm thấy thoải mái hơn với tính không thể đoán trước của cuộc sống.
Sự chấp nhận này mang lại cảm giác bình an khi họ không còn cảm thấy cần phải chống lại hoặc đấu tranh với dòng chảy tự nhiên của các sự kiện. 9. Lắng nghe tiếng nói nội tâm, khám phá sức mạnh của trực giác. Lắng nghe trực giác là một thói quen phổ biến mà nhiều người đạt được khi họ tiến bộ trên hành trình tâm linh của mình. Trực giác là cảm giác nội tâm hoặc linh cảm hướng dẫn chúng ta đưa ra quyết định và hiểu các tình huống. Khi các cá nhân bắt đầu tin tưởng và lắng nghe trực giác của mình, họ thường thấy cuộc sống của mình trở nên phù hợp hơn với con người thật của họ. Trực giác là một hướng dẫn tự nhiên và có giá trị. Nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc và hướng dẫn không phải lúc nào cũng dựa trên lý luận logic, mà dựa trên sự hiểu biết sâu sắc hơn về những gì đúng đắn cho họ. Khi mọi người chọn bỏ qua những thúc đẩy nội tâm này, họ có thể thấy mình đưa ra những quyết định không phù hợp với mong muốn hoặc giá trị thực sự của họ. Sự không phù hợp này có thể dẫn đến sự không hài lòng và cảm giác đi chệch hướng. Một trong những bước đầu tiên để thừa nhận trực giác là trở nên nhận thức hơn về những tín hiệu nội tâm này. Điều này liên quan đến việc chú ý đến những cảm xúc, suy nghĩ hoặc cảm giác xuất hiện một cách tự nhiên, đặc biệt là khi đưa ra những quyết định quan trọng. Nó có nghĩa là dành thời gian để suy ngẫm về những linh cảm này và xem xét chúng một cách nghiêm túc thay vì bỏ qua chúng như những điều không liên quan hoặc phi lý. Lắng nghe trực giác cũng đòi hỏi phải tin tưởng vào bản thân. Nhiều người nghi ngờ cảm giác trực giác của mình vì chúng không phù hợp với logic thông thường hoặc kỳ vọng bên ngoài. Tuy nhiên, việc đón nhận trực giác bao gồm việc nhận ra rằng sự hướng dẫn nội tâm này có thể là một công cụ mạnh mẽ để đưa ra những quyết định đúng đắn cho họ. Tin tưởng vào những cảm giác này giúp họ điều chỉnh hành động với bản ngã đích thực của mình, dẫn đến những lựa chọn trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Phát triển kết nối mạnh mẽ hơn với trực giác thường liên quan đến các thực hành như thiền định, chánh niệm hoặc suy ngẫm yên tĩnh. Những thực hành này giúp làm dịu tâm trí và tạo ra không gian để lắng nghe và hiểu những hiểu biết trực giác. Bằng cách thường xuyên tham gia vào những thực hành này, các cá nhân có thể tăng cường khả năng nhận biết và tin tưởng vào sự hướng dẫn nội tâm của mình. Thức tỉnh tâm linh là một hành trình suốt đời, nhưng đó cũng là con đường dẫn đến sự phát triển và khám phá bản thân sâu sắc nhất. Hãy tin tưởng vào sự hướng dẫn của vũ trụ và sức mạnh bên trong bạn. Hãy tiếp tục bước đi với niềm tin, lòng can đảm và biết rằng bạn đang góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu bạn vẫn đang ở đây, tôi xin cảm ơn sự chú ý của bạn. Hãy thoải mái chia sẻ trải nghiệm hoặc suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.